Cách chăm sóc tóc tẩy trắng. Việc tẩy tóc và nhuộm tóc với màu bạch kim, xám tro, hồng tím đang là xu hướng cực kỳ hot và rất có thể bạn cũng không nằm ngoài trào lưu này. Vậy bạn đã biết cách chăm sóc hiệu quả cho mái tóc sành điệu của mình chưa? Dưới đây là những cách để chăm sóc tóc tẩy. Dùng đúng dầu gội và không gội đầu quá nhiều. Thông thường, khi bạn nhuộm màu càng sáng thì màu càng dễ phai nhanh, đặc biệt với các màu nhuộm đang hot như màu than chì, màu bạch kim, màu xám tro. Bởi vậy, nếu muốn giữ được màu tóc được lâu bền hết mức có thể, bên cạnh việc bạn tránh việc chấm màu lên chân tóc và nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần vì có thể gây hư tổn ngày càng nghiêm trọng cho tóc, bạn cần phải lựa chọn được dầu gội chuyên dụng dành cho tóc nhuộm. Hãy lựa chọn loại dầu gội có khả năng bảo vệ màu tóc nhuộm. Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng loại dầu này và gội đầu quá nhiều lần trong tuần. Ngay sau khi tẩy và nhuộm, ít nhất là trong 3 tuần đầu, bạn nên gội đầu ít đi, tầm 2 lần một tuần là tốt nhất. Nếu sợ rằng gội đầu ít sẽ khiến tóc trông mất thẩm mỹ thì bạn hãy trang bị sẵn một chai dầu gội khô để chữa cháy. Sau 3 tuần, tốt nhất là bạn nên duy trì tần suất 2 ngày gội đầu một lần. Bằng cách đó, bạn sẽ duy trì được trạng thái màu nguyên bản của tóc một cách lâu nhất có thể và không rơi vào tình trạng tóc nhanh vết dính, nhanh bị xơ rối. Gội đầu đúng cách, bạn hãy chú trọng vào việc lựa chọn dầu gội. Chọn dầu gội màu tím cho tóc tẩy hay dầu gội chuyên dụng cho tóc nhuộm, tránh xa các loại dầu gội chứa sulfate. Trước khi gội, bạn cũng nên dùng một chiếc lược thưa nhẹ nhàng gỡ rối tóc. Tránh gỡ rối tóc trong khi gội bởi một khi đã ngấm nước, tóc sau tẩy đã yếu đi rất nhiều so với khi tóc đang ở trạng thái thông thường nên rất dễ gãy rụng. Nước để gội cũng nên là nước mát. Vào mùa đông bạn cũng chỉ nên dùng nước vừa đủ ấm, tránh dùng nước nóng. Nước quá nóng rất có hại cho tóc tẩy và da đầu. Trong lúc gội, bạn cũng cần chú ý mát xa các vùng da đầu, vừa giúp chính bạn được thư giãn, vừa giúp da đầu khỏe mạnh hơn. Tránh tuyệt đối dùng móng tay gãi mạnh vào da đầu hoặc kéo mạnh tóc vì tóc sau quá trình tẩy đã yếu này sẽ càng bị yếu đi và hệ quả tất yếu là tóc bạn sẽ ngày càng bị mỏng đi do rụng tóc. Tăng cường dầu xả. Dầu xả không chỉ giúp nuôi dưỡng tóc, giúp tóc sau khi chịu tác động của quá trình tẩy tóc sẽ được phục hồi dần dần, mà còn giúp tóc mềm mượt và khỏe mạnh hơn rất nhiều so với khi bạn chỉ dùng dầu gội. Lưu ý, bạn chỉ được dùng dầu xả ở phần đuôi tóc chứ không được thoa lên cả da đầu và phần chân tóc. Tránh tình trạng các tinh chất trong dầu xả không thể tập trung nuôi dưỡng được tóc bạn mà lại còn khiến tóc bạn nhanh bị bết. Sử dụng mặt nạ dưỡng tóc. Tóc tẩy xong thường rất yếu nên dễ gãy rụng. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, quá trình tẩy và nhuộm tóc khiến tóc bạn mất khả năng đàn hồi lên đến 60%. Bạn hãy hình dung tóc của bạn lúc đó giống như cơ thể sau khi phải trải qua một trận ốm nặng, sẽ cần ăn uống bổ sung thêm vitamin để lấy lại sức. Đắp mặt nạ cho tóc là một trong những cách phục hồi sự hư tổn cho tóc, giúp tóc khỏe mạnh hơn. Bạn có thể lựa chọn mặt nạ mật ong, mặt nạ sữa chua, mặt nạ chuối hoặc mặt nạ bơ để dưỡng tóc sau khi tẩy. Thường xuyên tỉa bớt tóc sau khi đã bị tác động hóa chất, đặc biệt là sau khi tẩy tóc. Phần đuôi tóc sẽ trở nên khô và giòn nhanh hơn hẳn bình thường, dẫn đến việc tóc nhanh bị khô và chảy ngọn. Bởi vậy, bạn nên thường xuyên tỉa bớt phần đuôi tóc này đi để tránh phần tóc bị chảy ngọn lan rộng thêm. Chỉ cần tỉa phần đuôi tóc thường xuyên và chọn kiểu cắt úp vào trong sẽ làm tóc thêm phần dày dặn, mượt mà. Bên cạnh đó, khi dặm lại màu tóc, bạn chỉ nên nhuộm cho phần chân tóc mới mọc, tuyệt đối tránh việc tiếp tục tẩy tóc cho tóc đã được tẩy trước đó, trồng thêm những tổn thương cho tóc. Hạn chế đi bơi và hạn chế để nước mưa ngấm vào tóc. Dù bạn có bảo vệ và che chắn kỹ càng như thế nào, khi bạn đi bơi thì chắc chắn nước mưa vẫn sẽ ít nhiều ngấm vào tóc và da đầu của bạn. Trong khi đó, nước ở bể bơi có thành phần chất hóa học cực kỳ gây hại cho tóc và thậm chí cho cả da đầu. Có một sự thật rằng, sau khi tẩy tóc, bạn nên hạn chế đi bơi để tránh tối đa tác hại mà nước bể bơi gây ra cho mái tóc của bạn. Trời mưa ẩm ướt sẽ khiến mái tóc của các cô gái rất nhanh bết dính. Nếu không may để nước mưa ngấm vào tóc có thể gây ra những tác động tiêu cực dẫn đến tình trạng gãy rụng, hư tổn. Nếu tóc bị ngấm nước mưa, hãy về gội đầu ngay. Trước khi ra ngoài, hãy chắc chắn để tóc của bạn khô hoàn toàn. Độ ẩm còn sót lại trên tóc và nước mưa có thể khiến tóc bạn rối tung lên. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.